Ronaldo, Messi, Robben, Beckham, Van Persie, Roberto Carlos, Ronaldinho. Những mùa giải gần đây, câu lạc bộ thành Turin, Juventus luôn không có đối thủ xứng tầm ở Serie A. Nhưng mục tiêu mà họ đề ra ở UEFA Champions League cùng lắm là chỉ vào tới tứ kết. Đến khi phá kỷ lục chuyển nhượng và tăng quỹ lương đội bóng vì siêu sao Cristiano Ronaldo, Juventus không còn khiêm tốn. Sau khi đoạt 7 danh hiệu Serie A và 4 cúp Italia, bây giờ là lúc chúng tôi lên đỉnh châu Âu, bỏ lại nhiều năm tháng tiệm cận vinh quang. Chúng tôi muốn vô địch UEFA Champions League. Huấn luyện viên Marc Allegri phát biểu như vậy. Có thể thấy chiến lược gia 51 tuổi hiểu rõ câu lạc bộ cần làm gì để đoạt được mục tiêu. Mặc dù hai lần đưa câu lạc bộ Juventus vào đến chung kết giải đấu này trong vòng 4 năm qua, vậy mà cả hai lần họ đều thất bại. Thế nhưng niềm tin trong ông lúc này là vô cùng sắt đá khi chứng kiến màn trình diễn của đội bóng kể từ đầu mùa, nhất là khi có mặt của ngôi sao đình đám Cristiano Ronaldo. Khao khát săn bàn của Ronaldo được kiểm chứng từ rất lâu với 451 bàn thắng và 438 trận cho Real Madrid. Tỷ lệ nổ súng của anh thường cao hơn một bàn một trận. Mùa trước, Ronaldo mất 4 trận với 28 pha dứt điểm để có bàn thắng đầu tiên. Thế nhưng đến cuối mùa, anh vẫn có 44 bàn sau 44 trận. Có thể thấy hiệu suất của Ronaldo không hề thuyên giảm mặc dù 33 tuổi. Cuối tuần qua, Ronaldo có 2 pha lập công trong trận thắng chật vật câu lạc bộ Empoli 2-1. Qua đó nâng con số bàn thắng của anh tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu lên con số 402, một điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Ngay cả khi những đóng góp của Ronaldo cho câu lạc bộ Juventus trên sân cỏ chưa thể sánh được với những năm tháng rực rỡ ở sân động San Siro Bernabeu, thế nhưng anh vẫn giúp thay đổi lão bà. Doanh số bán áo đấu, tương tác trên mạng xã hội hay giá cổ phiếu của Juventus vẫn tăng chóng mặt kể từ khi họ phá két hơn 100 triệu euro để có được siêu sao 33 tuổi. Ronaldo có vai trò là chất xúc tác, giúp các đồng đội trình diễn tốt hơn, tập luyện và thi đấu cùng Ronaldo. Họ hiểu phải cố gắng cật lực và không bao giờ cống hiến dưới 100% khả năng của mình. Juventus vẫn đang có những chiến binh đơn cử như Chiellini, Mario Mandzukic, những người không cần Ronaldo để có động lực. Thế nhưng những ảnh hưởng của chân sút người Bồ Đào Nha lên các cá nhân khác là vô cùng rõ rệt. Đầu mùa này, Paulo Dybala gặp khó khăn dưới cái bóng của Ronaldo, nhưng Marc Allegri đã thử nghiệm một số chiến thuật và cuối cùng đặt cầu thủ người Argentina vào vị trí số 10, chơi ngay sau Ronaldo và Mandzukic. Vị trí hậu công giúp Dybala gây nhiều nguy hiểm lên hàng phòng ngự đối phương so với vai trò chạy cánh. Trong sơ đồ 4-3-3 hồi đầu mùa, cú hat-trick vào lưới câu lạc bộ Young Boys và bàn thắng quý giá vào lưới Manchester United ở UEFA Champions League cho thấy khả năng của Dybala. Người hâm mộ cũng đã nhận thấy những điều mới mẻ ở Juventus. Dù thống trị Serie A trong nhiều năm liền, lão bà thường được biết đến như là đội chỉ muốn chiến thắng 1-0 hay 2-0. Còn bây giờ, ngay cả khi đạt tỷ số đó, họ vẫn muốn xông lên. Ngay cả huấn luyện viên Marc Allegri cũng phải thay đổi theo hướng sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn từ khi có Ronaldo về dưới trướng. Khát khao chiến thắng biến Ronaldo trở thành tấm gương về sự tận hiến. Ngay cả ở một đội bóng khổng lồ như Juventus, họ vẫn hướng về anh để chiến đấu. Đã 22 năm trôi qua, bao năm dài thành Turin không biết mùi vị vô địch cúp châu Âu. Sau nhiều lần vấp ngã trước ngưỡng cửa thiên đường, bây giờ Juventus mới xem Champions League là mục tiêu tối thượng và họ không cần phải giấu giếm điều đó vì đã có trong đội hình Cristiano Ronaldo. Phần 1 của video ngày hôm nay đến đây xin kết thúc. Xin mời quý vị và các bạn xem thêm phần 2 là những pha bóng ấn tượng của Cristiano Ronaldo. Đừng quên subscribe điểm danh cầu thủ để nhận được những video mới nhất nha. Còn bây giờ, mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.